Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, huyện Tri Tôn vận động trên 17.000 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn đón năm mới 2024. Kết quả đã vận động và cấp phát phần quà với tổng kinh phí hơn 6,67 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phân bổ 2.721 phần trị giá trên 1,51 tỷ đồng. Nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn vận động 5.505 phần quà trị giá gần 2,28 tỷ đồng. Nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15 xã thị trấn vận động 8.868 phần quà trị giá gần 2,89 tỷ đồng. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Andraco hỗ trợ 2.300 phần quà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 2.000 phần quà Tết. Bình quân mỗi phần quà trị giá thấp nhất là 300.000 đồng, cao nhất trên 1 triệu đồng. Các phần quà được trao trực tiếp cho người dân, chủ yếu là gạo, mì gói, bánh mứt, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Bình quân mỗi hộ nghèo trong huyện Tri Tôn nhận được ít nhất 2 phần quà, trong đó có những doanh nghiệp nhà hảo tâm gắn bó liên tục nhiều năm liền với huyện Tri Tôn như công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Antraco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết An Giang.